Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 99 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lại nói lúc bấy giờ, những tán tên địa tiên kia chỉ dám trốn ở bên trong trận pháp cấm chế, căn bản đều là tôn tát, Kỳ Linh không thèm để vào mắt. Hắn đang thao túng vạn lý thúc hà kiệt lực để phá hoại, nếu điều khiển pháp bảo chỉ sợ mỗi lần phá hư bên trong tối đa chỉ khoảng 100 dặm, hiệu suất phá hoại của thúc hà lại cao hơn nhiều rồi. May mắn ta có Thiên Ngưu kiếm, nếu không kế hoạch này của ta cũng không thể thực hiện được. Kỳ Linh dùng tốc độ nhanh nhất để tàn phá. Núi lớn vỡ vụn, mặt đất quay cuồng, thậm chí một ít ngọn núi nhỏ bị luyện chế thành trận cơ, dù bị Túc Hà trùng kích mà không vỡ. Phần lớn trận bàn trận cơ bị Túc Hà phát hiện, Kỳ Linh đều phất tay thu lại hết thảy. Một cái đại trận nếu ít đi dù chỉ một trận cơ là coi như đã hỏng. Kỳ Linh không biết đã thu bao nhiêu trận cơ, chỉ sợ khu vực 10 vạn dặm này rất khó có thêm một cái đại trận nữa rồi. Bang! Tiếp theo là một khối đá lớn 100 trượng bị cuốn về phía sau. Ồ, đây là... Kỳ Linh biến sắc, dùng thần thức dò xét trong lòng đất, chỉ là chút ít nham thạch thổ nhưỡng, rất bình thường. Mà ngay sau khi khối đá kia bị văng ra, hình ảnh bên trong lòng đất đã thay đổi cực lớn. Hiển nhiên trước đó có một trận pháp đã che chắn trong thời gian dài, dù thần thức, tâm thức dò xét đều bị lừa gạt. Bây giờ Kỳ Linh liền dùng thần thức dò xét một cách rõ ràng. Một trụ đồng màu lửa đỏ to khoảng 99 trượng, chiều dài vượt quá ngàn dặm, cắm sâu trong lòng đất, đâm xuyên thẳng sâu xuống dưới. Bởi vì trụ đồng màu đỏ này chôn giấu thật sự quá sâu, thần thức Kỳ Linh chỉ phát hiện được một bộ phận của cái trụ đồng màu đỏ, nhưng chỉ bộ phận này cũng đã dài trên ngàn dặm. Bên trên thanh trụ đồng màu đỏ còn có một lượng lớn phù văn. Đây là cái gì vậy? Ngay lúc thần thức chạm vào nó, Kỳ Linh lập tức cảm giác được cái này không phải là phàm vật, trong nội tâm không khỏi khẩn trương. Hả? Kỳ Linh vụt ngẩng đầu, xa xa giữa không trung xuất hiện 5 bóng người. Kỳ Linh không thèm tiếp tục nghiên cứu trụ đồng nữa. Cái trụ đồng màu đỏ này được chôn giấu trong lòng đất mà không bị thu hồi lại, chỉ sợ là không thể thu hồi được. Bị chôn giấu cũng không biết đã bao lâu, cũng không vội đi dò xét vậy, đợi đến khi giết xong mấy tên tạp chủng của thứ vương tộc này rồi ta sẽ đi xem xét trụ đồng màu đỏ có gì ảo diệu cũng chưa muốn. Vèo. Lúc 5 tên thiên tiên xuất hiện, Kỳ Linh liền lập tức dừng sự phá hoại, trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, lập tức tiến đến vị trí lúc trước là Xuân Dương Điện của Phù Phong lão ma. Mộc Tử Sóc cũng về đến nơi, bởi vì những tên tu tiên giả kia đã sớm chết hết. Về phần Phạm Nhân Ư, vì Kỳ Linh ngăn trở, hắn rốt cục cũng dừng tay. Ở một bên còn có Bạch Thủy Trạch và Tiểu Thanh. Bạch Thúc như thế nào đây? Kỳ Linh cúi đầu nhìn xuống, Bạch Thúc đã hóa thành một con trâu lớn trắng như tuyết. Đã bố trí 71 cái trận pháp rồi. Bạch Thúc tiến hành tâm linh giao lưu. Tuy không bố trí được tất cả các đại trận đang có, nhưng 71 cái cũng đủ dùng rồi. Tốt, rất tốt. Kỳ Linh truyền âm. Đợi lúc 5 tên thiên tiên vào trận pháp thì bắt đầu khởi động đại trận. Lúc này Kỳ Linh đã biến trở về bộ dáng ban đầu. Khô lỗi Dực Tiên Hào xuất hiện, dĩ nhiên là để giấu giếm thân phận của mình. Khi mục đích đã đạt được, trong 10.000 dặm trở thành khu vực an toàn, căn bản không cần giấu giếm thân phận nữa. Bên trong phế tích cũ nát, Kỳ Linh đứng đấy một mình, bên cạnh là Khô Lỗi Dực Tiên và một chú chó trắng như tuyết và một con rắn xanh. Mấy tên thiên tiên thiếu viêm tộc chó má các ngươi! Kỳ Linh ngửa đầu cười ha ha. Các ngươi không phải rất muốn giết ta sao? Ban đầu là Thỉnh Huyết Vân Lầu ám sát ta, sau đó tứ đại thiên tiên liên thủ đến đánh lén ta. Đáng tiếc là các ngươi thực sự quá mức vô năng. Sao? Cái gì? Tứ đại thiên tiên đánh lén Kỳ Linh sao? Ở phía xa, đám tán tiên địa tiên trốn ở trong trận pháp cấm chế đều giật mình vạn phần. Trong lòng bọn họ, thiên tiên lão tổ là cao cao tại thượng, 4 tiên thiên lão tổ đánh nén, chẳng lẽ không thể giết chết Kỳ Linh được cư? 8 tiên địa tiên ở bên trong Phù Phong lão ma cũng híp mắt yên lặng lắng nghe.
Các ngươi muốn giết ta nhiều như vậy sao? Ta sẽ thỏa mãn cho các ngươi. Ta đã đi vào cấm địa, địa bàn thiếu viên tộc của các ngươi rồi. Thanh âm kỳ linh mênh mông cuồn cuộn, quán thâu đầy nguyên lực, truyền khắp bốn phương tám hướng, ngay cả vô số phàm nhân cũng đều nghe được. Kỳ linh ta ở đây, mấy tên thiên tiên thiếu viên tộc chó má các ngươi, có bản lĩnh thì tới giết ta đi, ha 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 ha. Bất quá các ngươi nên cẩn thận, các ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết các ngươi, coi chừng ta đem 5 người các ngươi toàn bộ giết chết, ha 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 ha. Tiếng cười kỳ linh truyền đi bao phủ khắp mọi nơi, ngay cả phần lớn phàm nhân trong thành đều nghe được. Thiên tiên thiếu viên tộc chó má ư? Vô số phàm nhân đều cảm thấy chấn động. Người nào là người nào dám nói thiên tiên như vậy vậy? Đối với phàm nhân mà nói, thiên tiên thực sự rất cao quý. Toàn bộ đại hạ vương triều trăm vạn năm cũng khó có được một thiên tiên. Thiên tiên cao quý bậc nào đây? Nhưng bây giờ tại đây lại có người không để thiên tiên vào mắt mà mưu toan một mình cùng năm tên thiên tiên đối chiến ư? Coi chừng ta đem 5 người các ngươi toàn bộ giết chết hết. Lời này thật là bá đạo, làm cho vô số phàm nhân chấn động và chịu sùng bái. Đến khi nào ta mới dám nói với thiên tiên những lời như thế này đây? Không ít thiếu niên thiếu nữ đều không ngừng hâm mộ. Kỳ linh đứng trên đám phế tích tùy ý mà mắng chửi. Hắn đang đợi đối phương động thủ. Pháp bảo công kích bình thường không có khả năng tiến hành công kích trong khoảng cách vài ngàn dặm đến vạn dặm. Muốn giết hắn nhất định phải tới gần, mà một khi tới gần phạm vi có thể thi triển, tất nhiên sẽ rơi vào trận pháp Bạch Thúc đã bố trí. Một khi trận pháp phát động sẽ bao phủ khu vực vạn dặm bên trong. Đến lúc đó, bên trong khu vực ngàn dặm đều là sân nhà của mình. Tuy là hang ổ của thiếu viên tộc, lại phảng phất như sơn môn của chính mình vậy. Đến đây mà giết này, mấy tên thiên tiên chó má sợ chết rồi sao? Kỳ linh cười điên cuồng, thanh âm của thần ma thực sự là rất lớn, lớn vô cùng. Bên trên bầu trời, Hỏa Ngư Thiên Tiên, Si Tâm, Cảnh Ngư Thiên Tiên, Khô Mộc Thiên Tiên và Kim Trung Thiên Tiên cùng quan sát thiếu niên đứng trên đám phế tích ở xa xa. Trong lòng mỗi người đều tràn đầy lửa giận. Nơi đây vốn là hang ổ của thiếu viên tộc bọn hắn, hiện tại khu vực trong phạm vi 10 vạn dặm tất cả đều đã trở thành phế tích. Tiểu tử, ngươi thật càn rỡ. Cảnh Ngư Thiên Tiên giận quá mà cười. Kỳ linh, địa ngục không cửa là do chính ngươi xông tới. Thanh âm của Si Tâm Thiên Tiên càng thêm lạnh lùng. Giết! Năm gã thiên tiên, mỗi người sát khí ngút trời, đều muốn giết chết Kỳ linh cho thống khoái. Vèo 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 vèo. Trên không trung, năm bóng người hóa thành một ngọn núi năm màu, chỉ lưu lại một dấu vết bằng bạc hướng thẳng tới Kỳ linh. Kỳ linh thấy thế, trong nội tâm hết sức vui vẻ. Quả nhiên bọn chúng đã vào trong. Kỳ thực đây cũng chỉ là dương mưu. Kỳ linh trong hang ổ thiếu viên tộc ra sức phá hoại, chẳng lẽ thiên tiên thiếu viên tộc lại không trông thấy sao? Chỉ sợ sẽ sớm trở thành trò cười cho toàn bộ vương triều đại hạ. Mà muốn công kích kỳ linh, nhất định phải thu nhỏ khoảng cách lại đến mức có thể sử dụng pháp bảo công kích, nhất định là trong phạm vi vạn dặm. Bạch Thúc à, khởi động đại trận. Kỳ linh tâm linh trao đổi. Rất tốt. Bạch Thúc luôn chờ mong giây phút này. Năm gã thiên tiên hóa thành ngọn núi năm màu cách kỳ linh chưa đủ ngàn dặm. Oanh oanh oanh. Chỉ thấy biên giới vạn dặm chung quanh kỳ linh đột nhiên xuất hiện ba cột sáng trùng thiên. Hơn nữa còn có lượng lớn trận cơ đã bị kích phát, chỉ là tương đối yên tĩnh hơn nhiều. Trong thời gian một cái nháy mắt, phạm vi vạn dặm xung quanh kỳ linh hoàn toàn lâm vào một cảnh mịt mờ giữa đại trận. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không nhìn thấy chỗ đó rồi. Những tán tiên địa tiên ở phía xa trốn trong cấm chế trận pháp đều cả kinh. Phù Phong lão ma lại nói: không cần phải lo lắng, với thủ đoạn của năm vị lão tổ, há sẽ quan tâm cái trận pháp nho nhỏ này. Trong trận pháp, năm gã thiên tiên thực sự là không lo sợ chút nào. Bọn hắn đã sớm dự liệu được khả năng kỳ linh thiết lập trận pháp ở chung quanh, vì vậy bọn hắn cũng muốn tiến vào để giết, bởi vì không có lựa chọn nào khác. Bọn hắn không có khả năng lại để cho kỳ linh hoành hành trong hang ổ thiếu viên tộc như vậy. Hơn nữa bọn hắn cũng cho rằng trong thời gian ngắn ngủi không thể bố trí được đại trận quá mức đáng sợ. Suy nghĩ của bọn hắn cũng có đạo lý. Như ba đại sát trận ở Yên Sơn, Bạch Thúc mặc dù là tông sư trận pháp cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn bố trí ra được, chỉ có thể ỷ vào lần này chuẩn bị tài liệu kỳ vật quá nhiều
mới có thể bố trí ra nhiều trận pháp có thể uy hiếp đến thiên tiên, dùng số lượng để thủ thắng. Tâm thức không thể nào dò xét ra được. Kim Trung Thiên Tiên nhìn quét qua chung quanh, đồng thời dùng tâm thức dò xét, nhưng vẫn không xem xét được gì. Xem ra Kỷ Linh có một cao thủ trận pháp vô cùng lợi hại giúp đỡ. Si Tâm Thiên Tiên cũng rất bình tĩnh. Chỉ cần là trận pháp thôi thì tất có nhược điểm. Tin tưởng trận pháp bố trí ra trong thời gian ngắn cũng không quá huyền diệu. Chúng ta cũng không vội, cứ từ từ sẽ đến thôi. Thận trọng từng bước một, không để cho Kỷ Linh chút cơ hội nào là được. Si Tâm nói rất đúng. Xung quanh năm gã thiên tiên hình thành một ngọn núi năm màu cực lớn, bức lui sương mù chung quanh, khiến cho bọn hắn có thể quan sát mấy trăm trượng chung quanh. Vào trận rồi, đã vào trận rồi. Kỷ Linh, Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh ở cùng một chỗ. Kỷ Linh lộ ra dáng tươi cười. Năm tên thiên tiên hiện đang thi chiến chính là Ngũ Hành Sơn thủ trận. Bạch Thúc mở miệng nói, đây là một trận pháp phòng thủ được truyền bá khá rộng rãi bên trong tam giới. Năm người liên hợp, uy lực phòng thủ cực lớn. Chỉ dựa vào uy lực của trận pháp rất khó đối phó với bọn chúng. Kỷ Linh lại cười cười, con thật không nghĩ có thể dựa vào trận pháp để giết chết bọn chúng. Trận pháp chỉ là phụ trợ thôi. Hôm nay bọn chúng hãm thân trong trận pháp này, tâm thức không cách nào dò xét ra được, mắt thường cũng chỉ có thể nhìn thấy trong trăm trượng. Còn muốn đánh là đánh, muốn lui là lui, tất cả đều nằm trong quyền khống chế của con, nên cơ hội thắng của chúng ta gia tăng vài phần. Sư huynh cần đại hỗ trợ không? Mộc Tử Sóc nhịn không được nói, trong mắt của hắn khó giấu sát cơ cùng khát vọng. Lúc trước Si Tâm Thiên Tiên, Kim Trung Thiên Tiên, Huyền Cơ Thiên Tiên và Khổ Mộc Thiên Tiên hại chết hồn phách người vợ hắn yêu tha thiết, trong bốn tên đã có ba tên đến nộp mạng. Đệ trốn ở trong trận pháp không được đến gần, nhưng có thể phóng thích Thất Luân Phong Lôi. Kỷ Linh cười nói, không cần lo lắng ảnh hưởng đến huynh. Thất Luân Phong Lôi không gây thương tổn được cho huynh, nhưng đối với bọn chúng vẫn có sự uy hiếp nhất định. Vâng, Mộc Tử Sóc hưng phấn chờ mong. Kỷ Linh cười cười, lập tức nhìn năm gã thiên tiên ở phía xa. Thiên tiên vốn là trụ cột của Thiếu Vương tộc, ta hôm nay muốn chấn giết mấy tên. Vụt vụt, Kỷ Linh lập tức hóa thành lưu quang lao vọt tới. Năm gã thiên tiên như trước tỉnh táo vô cùng, duy trì Ngũ Hành Sơn thủ trận, đồng thời coi chừng dò xét chung quanh, phát hiện hư thực của trận pháp. Trận pháp này rất bất phàm. Si Tâm Thiên Tiên chỉ dò xét một chút liền cau mày. Không thể phá trận pháp này chỉ trong một hai ngày được. Chúng ta bây giờ làm sao đây? Kim Trung Thiên Tiên lo lắng hỏi. Thời gian kéo dài càng lâu, chỉ sợ rất nhiều thế lực ở thế giới đại hạ sẽ biết đến việc này. Thiếu Viêm tộc chúng ta thực sự mất hết thể diện rồi. Bất chấp việc mất thể diện, nếu như có thể giết chết Kỷ Linh, hết thảy đều đáng giá. Si Tâm Thiên Tiên nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Hoàng Ngư Thiên Tiên cười tủm tỉm, vuốt trầm sâu dài nói, Kỷ Linh bố trí trận pháp này, thậm chí ở đằng xa kêu gào chúng ta, chính là muốn để cho chúng ta đi vào. Sau khi chúng ta đi vào, đương nhiên sẽ đến đối phó với chúng ta. Nếu không, chúng ta đã sớm dựa vào đạo phủ Đại Na Di để đi ra rồi. Chúng ta chỉ cần chờ đợi Kỷ Linh, Kỷ Linh rất nhanh sẽ đến đây. Lúc đó chúng ta lại dùng Thiếu Âm Phục Ma Trận đem hắn chó lại, đem hắn chấn áp, chẳng phải là được hay sao? Có lý, rất có lý. Cảnh Ngư Thiên Tiên cười lạnh nói, lúc hắn đến cũng chính là lúc hắn bị chấn áp, sau đó chúng ta dùng Đại Na Di đạo phù để ly khai. Năm gã thiên tiên vừa phi hành dò xét vừa đợi Kỷ Linh đến. Bỗng nhiên một bàn tay màu vàng tạo thành kiếm chỉ từ trong sương mù lao ra nhanh như thiểm điện, thoát cái đã đến bên năm gã thiên tiên. Ngón tay màu vàng dài chừng trăm trượng, phảng phất như ngón tay của thần linh, mang theo kiếm chỉ vô cùng sắc bén, bành một tiếng đã đâm vào ngọn núi năm màu. Ngọn núi năm màu kịch liệt rung động lắc lư, có xu hướng muốn vỡ vụn. Coi chừng, mau mau động thủ, thật là lợi hại. Năm gã thiên tiên đều giật mình. Bọn hắn thật không ngờ là Kỷ Linh chỉ vừa ra tay đã thiếu chút nữa đánh bại trận pháp phòng ngự của bọn hắn. Nguyên một đám lúc này bắt đầu điên cuồng tăng cường pháp lực, làm cho ngọn núi ngũ sắc nhanh chóng được củng cố. Phá cho ta! Một tên thiếu niên ba đầu sáu tay xuất hiện, sáu cánh tay trực tiếp xẹt qua trời cao mà đến, bàn tay cực lớn trực tiếp tạo thành kiếm chỉ,
như là sử dụng tiên kiếm, ngón tay cũng trở thành kiếm chỉ, uy năng to lớn, tuyệt đối là vượt trội hơn hẳn các loại tiên kiếm như Thiên Nghiêu kiếm. Phốc phốc, sáu đạo kiếm chỉ điên cuồng công kích tới năm gã thiên tiên. Chấn! Trong đó Hỏa Ngư thiên tiên trên mặt có vẻ cá, hét lớn một tiếng. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một xiềng xích màu đen nhanh chóng dài ra đến ngàn trượng, mà trong tay từng tên gã thiên tiên đều xuất hiện một xiềng xích màu đen, tổng cộng trọn vẹn 5 cái, nhìn giống nhau như đúc, chỉ có khí tức là bất đồng. Phục ma! Hỏa Ngư thiên tiên giống giận. Bàng bàng bàng! 5 cái xiềng xích màu đen cực lớn, tựa như 5 cái xúc tu quái vật, phù thiên cái địa từ khắp các phương hướng quấn quanh Kỷ Linh, thậm chí trên 5 xiềng xích đều xuất hiện từng vòng nước chảy vần quanh. Cái gì vậy? Kỷ Linh cả kinh, không dám khinh thường, vội vung bàn tay lên, bàn tay nhanh chóng biến lớn, trọn vẹn hơn 100 trượng, đánh thẳng về phía xiềng xích màu đen vừa to vừa dài. Bịch! Bàn tay màu vàng cùng xiềng xích màu đen va chạm, lực trùng kích mãnh liệt làm cho Kỷ Linh không khỏi lui về phía sau 3 bước. Chỉ 3 bước này cũng đủ làm cho đất đá đều bị chấn vỡ. Bắt hắn lại! Trong mắt Si Tâm thiên tiên, Hỏa Ngư thiên tiên, Kim Trung thiên tiên, Khổ Mộc thiên tiên, Cảnh Ngư thiên tiên tràn đầy chờ mong. Một xiềng xích khác cũng bị bao phủ tới. Bản thân xiềng xích này chính là pháp bảo. 5 xiềng xích kết hợp lại, uy năng tăng cao, mà chúng lại biến hóa khôn lường, chỉ cần bị bọn chúng vây khốn liền khó có thể bỏ chạy rồi. Tại thời đại thần ma, thiếu vương tộc thường xuyên dựa vào thiểu âm phục ma trận mới có thể bắt một ít phản hư thần ma cường đại. Phản hư thần ma cũng có mạnh có yếu, có một số phản hư thần ma cảnh giới cực cao hoàn toàn có thể đạt tới uy năng của Kim Trung thiên tiên, Khổ Mộc thiên tiên. Muốn bắt cần phải có thủ đoạn lợi hại, mà lần này thiếu vương tộc dùng đến chính là muốn bắt Kỷ Linh, chấn nát Kỷ Linh. Bành bành! Kỷ Linh huy động bàn tay, mấy lần liên tiếp đập bay xiềng xích màu đen, sắc mặt đã thay đổi. Xiềng xích này thật là quỷ dị, ta đánh tới mà xiềng xích này lại có thể né tránh bàn tay của ta rồi quấn chặt lấy ta. Nó là pháp bảo, tránh né thật là nhanh, chỉ cần sơ ý thôi là sẽ bị trói chặt ngay. Xem ra cần phải mượn nhờ pháp bảo chiêu lực rồi. Thiên Ngưu kiếm lơ lửng trên đầu Kỷ Linh, Kỷ Linh hét lớn một tiếng. Túc Hà, ra! Kỷ Linh điều khiển vạn lý Túc Hà thu nhỏ lại đến chiều dài 10 dặm, trông phảng phất như một con rắn lớn, điên cuồng quấn chặt lấy chung quanh. 5 sợi xích màu đen kia đương nhiên cũng bị dòng sông Túc Hà quấn chặt lấy. Rút kiếm chém nước, nước càng chảy, dòng sông Túc Hà quấn quanh đủ khiến người ta đau đầu. Lúc trước Huyết Vân Lầu ám sát hình thành thế trận tam xà, đều cảm thấy Túc Hà quấn quanh rất khó chịu. 5 xiềng xích màu đen này tuy uy năng mạnh hơn nhưng vẫn bị trói buộc như trước, tính linh động giảm mạnh, tốc độ cũng giảm nhanh. Kỷ Linh lại như cá gặp nước, tính linh động đại giảm, 5 cái xiềng xích căn bản không còn là đối thủ của Kỷ Linh nữa. Khi thì bàn tay đánh ra, khi thì kiếm chỉ tung hoành, 5 cái xiềng xích trực tiếp bị đánh văng đi, ngọn núi ngũ sắc lung lay sắp đổ, làm cho sắc mặt 5 tên thiên tiên bên trong cũng đều thay đổi. Thú! 5 gã thiên tiên lúc này phóng xuất ra tiên gia pháp lực mãnh liệt, tâm thần phòng thủ tốn hao thêm, trong nhất thời mặt ngoài ngọn núi ngũ sắc lơ lửng rất nhiều phù văn. Tại sao thực lực của Kỷ Linh so với lúc trước các ngươi nói mạnh hơn nhiều vậy? Hỏa Ngư thiên tiên kinh sợ nói lên. Thiểu âm phục ma trận, sao hắn có thể đơn giản chống cự được đây? Si Tâm, ngươi không phải nói thực lực của hắn so với Kim Trung, Khổ Mộc đều yếu hơn một bậc hay sao? Ta làm sao mà biết được chứ? Si Tâm thiên tiên cũng gấp gáp nói. Kể từ lần giao thủ trước đến nay còn chưa qua nửa tháng, ta không hiểu tại sao thực lực của hắn lại có thể tăng lên nhiều như vậy. Trước kia thực lực của hắn còn không có mạnh hơn ta. Khổ Mộc thiên tiên cũng gật đầu. Nhưng bây giờ ngay cả thiểu âm phục ma trận hắn cũng có thể hoàn toàn áp chế được. Thực lực của hắn khẳng định đã vượt qua ta và Kim Trung rồi. Kim Trung thiên tiên mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thực đã bày ra trước mắt. Tuy chỉ giao thủ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng 5 đại thiên tiên đều phát hiện thực lực của Kỷ Linh mạnh hơn nhiều so với dự đoán của bọn chúng. Thiểu âm phục ma trận hoàn toàn thích hợp để vây bắt địch nhân. Tại thời đại thần ma, nó chuyên được sử dụng để vây bắt thần ma, dùng nó đối phó với Kỷ Linh là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là song phương thực lực phải chênh lệch nhiều mới được. Qua lần giao thủ đầu tiên, 5 gã thiên tiên nhận định
Vấn đề nằm ở chỗ Kỳ Linh sở hữu bát kiểu huyền công, dù thực lực áp đảo cũng không cách nào giết Kỳ Linh ngay được. Chính vì thế họ đã thỉnh Hỏa Ngư Thiên Tiên xuất mã cùng kết hợp Thiểu Âm Phục Ma trận, khẳng định có thể thành công. Thế nhưng lần này Kỳ Linh hiện tại bát kiểu huyền công đạt tới tầng 5, Trích Tinh Thủ đạt tới tầng 4, thực lực rõ ràng tăng lên một khoảng lớn. Từ chỗ yếu hơn hai người Khổ Mộc Kim Trung Thiên Tiên, giờ lại vượt hẳn lên. Loại biến hóa này làm cho Thiếu Âm Phục Ma trận không còn đủ để vây khốn Kỳ Linh nữa rồi. Phá cho ta! Kỳ Linh đang điên cuồng công phá ngọn núi năm màu kia, làm năm gã Thiên Tiên phải kiệt lực cố gắng duy trì trận pháp phòng ngự. Vậy mà bị hắn áp đảo hoàn toàn ư? Kim Trung Thiên Tiên cắn răng. Thực lực của hắn đã trở nên mạnh hơn, lại có bát kiểu huyền công hộ thể, căn bản không cần phòng thủ. Ngược lại, chúng ta toàn là luyện khí lưu, chỉ cần thoáng va chạm thân thể liền hóa thành tro bụi rồi. Khô Mộc Thiên Tiên nói. Cảnh Ngư Thiên Tiên cũng bất đắc thở dài. Bát kiểu huyền công quả thật làm cho họ đau đầu không thôi. Nếu chỉ đơn giản là thần ma thì cũng chẳng dám trực tiếp mệnh kháng pháp bảo. Nhưng nếu sở hữu bát kiểu huyền công thì lại chẳng cần kinh dè gì, cứ thoải mái va chạm. Làm sao bây giờ? Hỏa Ngư Thiên Tiên nhìn sang bốn người khác hỏi. Chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Chả nhẽ cứ đợi thế này sao? Nếu không, chúng ta cứ rời đi trước đã, dựa vào Đại Na Di đạo phù để ly khai. Kim Trung Thiên Tiên nói. Nếu ở vào hoàn cảnh xấu, năm người bọn hắn liên thủ quả thật có rất nhiều biện pháp có thể đào tẩu. Trốn ư? Si Tâm Thiên Tiên cười lạnh. Hiện tại Kỳ Linh trốn ở chính giữa đại trận này, muốn đối phó với Kỳ Linh nhất định phải tiến vào bên trong đại trận. Đã vào được, cần gì phải vội vàng đi ra ngoài đây. Lần này Kỳ Linh đến tận hang ổ Thiếu Viêm tộc ta giết chóc như vậy, như vậy chúng ta nhất định phải bắt được Kỳ Linh. Nếu không phải Kỳ Linh thua thì Thiếu Viêm tộc ta cúi đầu nhận thua. Tình hình hiện tại đã không còn đường lùi nữa rồi, nhất định phải giải quyết dứt điểm. Không thể nhận thua, đúng vậy. Cảnh Ngư Thiên Tiên trầm giọng nói. Thiếu Viêm tộc ta không thể hứng Kỳ Linh nhận thua được. Cho nên ta chuẩn bị thông báo cho Lão Tổ, để Lão Tổ đến để quyết định đây. Si Tâm Thiên Tiên truyền âm. Sao, thông báo cho chủ nhân ư? Hỏa Ngư Thiên Tiên khẽ giật mình, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Đến giờ cũng chỉ có thể mời chủ nhân quyết định thôi. Được, thông báo Lão Tổ thôi. Ta đồng ý quyết định này. Kim Trung Thiên Tiên, Cảnh Ngư Thiên Tiên, Khô Mộc Thiên Tiên đều gật đầu. Ta đã cho linh thú của ta đi gặp Huyền Cơ rồi, Huyền Cơ sẽ trực tiếp đi gặp Lão Tổ ngay. Si Tâm Thiên Tiên nói. Tuy khoảng cách rất xa, nhưng sự liên hệ giữa linh thú và thiên tiên cũng là phi thường xa, đủ để có thể thông báo rõ ràng. Kỳ Linh điên cuồng vây công, nhưng vẫn như cũ không thể phá vỡ được phòng ngự của năm đại thiên tiên. Bên kia Thất Luân Phong Lôi cũng ở một bên điên cuồng mạo oanh tạc. Bạch Thúc thậm chí liên tục thuyên chuyển uy lực của trận pháp, hình thành từng đạo từ quang xuyên thấu, cũng không cách nào phá vỡ thế phòng ngự kia, giống như một cái xác rùa đen vậy. Kỳ Linh oán hận tạm thời buông tha. Vào Kỳ Linh trở về chỗ Bạch Thúc, Tiểu Thanh và Mộc Tử Sóc. Chủ nhân à, năm tên thiên tiên này phòng ngự thật lợi hại, căn bản là không phá được, chúng ta làm gì bây giờ? Tiểu Thanh lo lắng hỏi. Có thể làm sao đây, đợi thôi. Kỳ Linh lắc đầu cảm thán. Thiên tiên dù sao vẫn là thiên tiên, lúc trước ta bị tứ đại thiên tiên vây công liền rơi vào hoàn cảnh xấu. Lần này thực lực ta tăng mạnh, ở vào thế thượng phong, nhưng năm gã thiên tiên liên thủ ta lại rất khó để đánh bại được bọn chúng. Muốn giết một tên cũng không phải là việc dễ dàng gì. Rồi Kỳ Linh lại cười nói. Có điều ta cũng không cho rằng thực lực của mình có thể sánh ngang với thiên tiên. Sư huynh, ngươi... Mộc Thủy Sóc cũng nghi hoặc. Sư đệ à, Kỳ Linh cười cười giải thích. Hiện tại ta cùng Thiếu Viêm tộc cục diện hoàn toàn bất đồng. Ta bây giờ là giết đến tận hang ổ của Thiếu Viêm tộc, thậm chí bày ra cả một cái đại trận bên trong. Tại đây tiêu dao vô cùng, thế giới đại hạ tình báo rất lợi hại, rất nhanh sẽ biết đến việc này thôi. Ta tại hang ổ của Thiếu Viêm tộc tiêu dao một ngày thì Thiếu Viêm tộc mất mặt một ngày. Nếu như ta tại Thiếu Viêm tộc tiêu dao nửa năm, Thiếu Viêm tộc lại không có cách gì đối phó, cuối cùng trơ mắt nhìn ta ly khai, chỉ sợ sau này Thiếu Viêm tộc sẽ trở thành một cái trò cười cho thiên hạ thôi. Kỳ Linh nói. Cho nên Thiếu Viêm tộc nhất định sẽ không để chuyện này phát sinh đâu, họ sẽ nghĩ cách đối phó với chúng ta.
bọn hắn nếu như một mực trốn trong cái xác rùa đen đó, ta đương nhiên không có biện pháp gì. Nhưng nếu bọn chúng muốn giết ta, nhất định phải mạo hiểm tiến tới thôi. Mạo hiểm tới giết ta, chỉ cần ta có một cơ hội thôi, bọn chúng sẽ phải trả giá bằng một tên thiên tiên. Kỳ Linh cười nói, giết một tên rồi, tất nhiên sẽ có thể giết tên thứ hai. Lần này ta cùng thiếu viêm tộc là độ hao tổn. Chiến đấu ở cấp độ thiên tiên này, rất nhiều trường hợp phải kéo dài nhiều năm. Kỳ Linh đã có thời gian dài chuẩn bị, tiếp tục thêm nửa năm, quấy cho thiếu viêm tộc bàng hoàng. Chỉ cần thiếu viêm tộc có một bước đi sai lầm thôi, hoặc là có tên thiên tiên nào nóng đầu, liền trở thành cơ hội của Kỳ Linh. Bạch Thúc à, người thỉnh thoảng thiên truyền trận pháp tập kích bọn chúng, làm cho bọn chúng một mực khẩn trương duy trì trận pháp này. Kỳ Linh bỗng nhiên nói, Kỳ Linh, ngươi định làm gì? Bạch Thúc khẽ giật mình, ngươi muốn nghỉ ngơi sao? Không phải. Kỳ Linh lắc đầu cười nói, là ta nghĩ tới một cây gậy. Gậy ư? Mọi người cùng nghi hoặc. Ta rời khỏi đây một lát, chút nữa sẽ trở lại. Kỳ Linh cười nói, Bạch Thúc à, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Yên tâm. Bạch Thúc gật đầu. Chủ nhân, ngươi muốn đi xem cây gậy gì vậy? Tiểu Thanh gặng hỏi. À, là một cây côn đồng. Kỳ Ninh nói xong liền nhanh chóng ly khai, rất nhanh liền rời khỏi phạm vi đại trận, trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, nháy mắt đã ở sâu trong lòng đất. Bởi vì Kỳ Linh sợ rằng thời gian dài tranh đấu với thiếu viên tộc sẽ rất dài, trong lúc nhất thời không làm gì được năm gã thiên tiên, như vậy không bằng trước hết đi kiểm tra cây côn đồng thần bí kia. Cây côn đồng cực lớn, Kỳ Linh vừa mới phát hiện, bởi vì nguyên nhân năm gã thiên tiên nên không thể tra xét rõ ràng. Hiện tại năm gã thiên tiên đã bị vây công, cũng không có ai tới quấy rầy hắn nữa. Xoạt xoạt xoạt, thần lực của Kỳ Linh khởi động chung quanh, đem bùn đất nham thạch đều đè ép ra xa. Nhìn trước mắt cây trụ đồng màu đỏ, cây trụ đồng này không biết tồn tại trong lòng đất bao nhiêu năm, lại không có chút nào rỉ sét, trên bề mặt còn có phù văn tràn ngập một cỗ chấn động phát ra, không giống như là pháp bảo. Kỳ Linh dò xét, âm thầm đưa ra phán đoán. Ta thử dùng thần thức dò xét xem sao. Kỳ Linh lúc này thả ra thần thức, tra xét rõ ràng hình dáng cây đồng trụ. Trước đó thần thức lần đầu dò xét, bởi vì ở trên không cho nên chỉ thấy được một bộ phận của cây côn đồng, nhưng lúc này đây hắn đã ở bên cạnh nó. Đây là... Kỳ Linh hít sâu một hơi. Trời ơi, cây đồng trụ màu đỏ này có 99 trượng chiều rộng, nó không ngừng hướng phía dưới lòng đất kéo dài ra, kéo dài đến phía cuối cùng, cho đến khi vượt qua một lớp nham bích đỏ rực lửa. Lớp nham bích này tràn ngập dưới lòng đất, có thể vượt qua vạn dặm. Thần thức của Kỳ Linh cũng có hạn, chỉ dò xét được một bộ phận lớp nham bích này, còn lại đến cùng là nó như thế nào, Kỳ Linh căn bản không thể dò xét được. Mà cây đồng trụ cực lớn kia chính là cắm sâu vào lớp nham bích đỏ rực này. Phần cây đồng trụ lộ ra khỏi nham bích thì có thể vượt qua 3.000 dặm dài, về phần cắm trong nham bích dài bao nhiêu thì lại không thể biết được, bởi vì thần thức Kỳ Linh không thể thẩm thấu được vào lớp nham bích một chút nào. Lớp nham bích này... Kỳ Linh lúc này lại lần nữa xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp vượt qua 3.000 dặm, rất nhanh đi tới bên trên lớp nham bích đỏ rực. Xung quanh, nham thạch bùn đất trực tiếp bị Kỳ Linh dùng thần lực ép cho rời xa, lộ ra một khu vực không gian rộng lớn. Trước mặt là cây đồng trụ khổng lồ, cắm sâu vào lớp nham bích dưới chân Kỳ Linh. Đây là thứ đồ chơi gì vậy? Lớp nham bích này cũng không thể nào dùng thần thức xâm nhập được, ngay cả nguyên lực cũng không thể nào luyện hóa. Kỳ Linh nghi hoặc vạn phần, giẫm mạnh chân. Bịch! Kỳ Linh một cước này uy lực như thế nào đây? Cần biết bàn tay Kỳ Linh có thể so sánh với pháp bảo thuần dương cực hạn. Các bộ phận thân thể khác cũng là đạt đến cấp độ pháp bảo thiên giai thượng phẩm. Uy lực một cước này, ngay cả một tòa núi lớn đều có thể đơn giản đập cho nát bấy. Thế nhưng lớp nham thạch phía dưới này chỉ phát ra tiếng nổ bành bành, không một chút tổn hại. Thật là lạ. Kỳ Linh đánh mạnh một trường ra, dưới thần thông trích tinh thủ, uy năng trở nên đáng sợ vô cùng, lại chỉ là một tiếng vang trầm thấp hơn. Vẫn không có việc gì sao? Kỳ Linh nghi hoặc vạn phần. Nếu là pháp bảo thiên giai bị ta đập một phát thế này đều muốn vỡ nát ra, lớp nham bích này vậy mà không hề tổn hại tí nào. Kỳ Linh đi tới bên cạnh cây đồng trụ. Đồng trụ cắm trong nham bích ư? Kỳ Linh cẩn thận đi vòng quanh cây đồng trụ cực lớn này, đẩy đi toàn bộ 99 trượng đất đá xung quanh đồng trụ,
vừa hay phát hiện ra lớp nham thạch hoàn toàn chính xác có một lỗ thủng vừa tròn 99 trượng, cây đồng trụ cắm vào trong đó vừa vặn kín kẽ. Thần lực kỳ linh cũng không thể theo khe hở thấm vào bên trong. Đồng trụ có thể cắm vào, liệu có thể rút ra không? Kỳ linh suy tư rồi nói thầm, mặc kệ đây là thiếu vân tộc giấu giếm cái gì, kỳ linh cũng chẳng có gì phải kinh kỵ. Lúc này thân thể thoáng lên một cái, biến thành một cự nhân cao 300 trượng. Thần ma luyện thể đã đến cấp độ phản hư, kỳ linh thi triển pháp thiên tượng địa cực hạn có thể biến thành cự nhân to lớn ngàn trượng. Lúc này hóa thành 300 trượng cự nhân, hai tay đơn giản ôm lấy cây đồng trụ cực lớn. Lên cho ta! Kỳ linh mạnh mẽ dùng lực, cự nhân cao 300 trượng hết sức nhổ, lực lượng lớn như thế nào đây? Đáng tiếc vẫn không có gì xảy ra. Trích tinh thú! Kỳ linh trừng mắt, đôi thủ trưởng bắt đầu khởi động trích tinh thủ thần văn, uy năng tăng vọt, mang theo lực nhổ núi sông, lực lượng vô tận. Oanh một tiếng, cây đồng trụ cực lớn sau một tiếng vang thật lớn vậy mà bị rút hướng lên trên một chút. Lúc đồng trụ chuyển động, tại sâu trong lòng lớp nham bích phát ra tiếng ma sát, thậm chí phảng phất như thanh âm thiên băng địa liệt, ầm ầm. Tại một thế giới xa xôi khác, là ai dám động đến vô tận đồng lô của ta? Một gã trên đầu có một sừng, toàn thân tràn ngập một ngọn lửa màu xanh, khuôn mặt giống loài người, chỉ là có thêm chút lân phiến. Đôi mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt tràn ngập lửa giận. Phía trước sinh vật một sừng hình người đó có một con dị thú cực lớn, tựa như hòn đảo đang nằm sấp. Đó là một con côn trùng giáp xác, đầu nó hình tam giác có màu vàng xanh nhàn nhạt sáng bóng, thoạt nhìn như được đúc bằng kim loại, hàm răng sắc bén nhìn đã thấy dữ tợn, cùng với 16 cái chân trông như những lưỡi dao. Ngay tại miệng con dị thú khổng lồ, một luồng khí tức màu xám không ngừng bay vào bên trong nó. Dị thú quá to lớn, chỉ thân hình thôi cũng đã dài vạn trượng. Hài nhi! Sinh vật một sừng hình người lúc này há miệng nói. Xoạt một tiếng, con côn trùng dài chừng vạn trượng to lớn đáng sợ kia nhanh chóng thu nhỏ lại thành một điểm nhỏ, bay vào trong miệng của sinh vật một sừng. Lão tổ, chủ nhân! Hai bóng người bay tới trong nháy mắt, một gã đầu trọc mặc áo đen, một người là nữ tử tóc vàng, cả hai đều là thiên tiên, thái độ vô cùng cung kính. Hai người bọn họ đều biết sinh vật một sừng trước mắt bọn họ này là một sinh vật cường đại đáng sợ đến cỡ nào. Gã chính là lão tổ của thiếu viên tộc. Mặc dù chuyên thủy tộc là bộ tộc có thiên thần, thiếu viên tộc trước sau đều không cúi đầu, đấu đá nhau qua vô vàn năm tháng cũng chính nhờ sau lưng có vị lão tổ này đây. Đi, mau theo ta tới dãy núi Trần Ngọc. Sinh vật hình người một sừng sắc mặt rất khó coi nói, ta muốn nhìn xem ai dám động đến đồ của ta đây. Dạ. Hai tên thiên tiên cung kính đáp. Khi kỳ linh nhổ trụ đồng tại một nơi xa xôi trong tòa tháp canh, huyền cơ lão tổ vốn đang ngồi khoanh chân, sắc mặt bỗng dưng đại biến. Vô tận đồng lô, ai lại động vào vô tận đồng lô vậy? Chẳng lẽ là tên kỳ linh kia sao? Cái này... Tại dãy núi Trần Ngọc, trong đại trận vạn dặm do Bạch Thủy Trạch bố trí, năm gã thiên tiên trong đại trận vốn cũng rất kiên nhẫn, nhưng ngay khi kỳ linh nhổ đồng trụ thì không tốt rồi, thật không tốt rồi, là vô tận đồng lô, nhất định là kỳ linh làm rồi. Si Tâm thiên tiên, Kim Trung thiên tiên, Cảnh Ngư thiên tiên, Khổ Mộc thiên tiên và Hỏa Ngư thiên tiên, năm người sắc mặt đại biến. Vô tận đồng lô thực sự quá quan trọng. Nếu như nói thiên tiên là trụ cột của thiếu viên tộc thì vô tận đồng lô có thể xem như một cái trụ cột khác. Bí mật vô tận đồng lô ngay cả tán tiên địa tiên cũng không biết, chỉ có thiên tiên trong tộc mới biết được, mà mỗi người đều để lại ấn ký trên vô tận đồng lô. Chỉ cần có người muốn mở đồng lô ra, bọn hắn sẽ lập tức biết được. Khó trách kỳ linh không có công kích chúng ta, nhất định hắn phát hiện vô tận đồng lô khi hủy diệt một mảnh khu vực lúc đấy. Nhanh đi ngăn cản hắn lại, không thể để cho hắn mở ra vô tận đồng lô được. Năm gã thiên tiên lúc này không hề do dự, chỉ thấy Si Tâm thiên tiên vung tay lên, bốn gã thiên tiên kia đã bị hắn thu vào, theo hắn biến mất trong hư không. Giữa không trung chỉ còn lại một tòa tiên phủ tùy thân. Tuy rằng Bạch Thúc thông qua trận pháp tiến hành công kích, Mộc Tử Sóc thi triển thất luân phong lôi đều rất lợi hại, nhưng cũng chưa phá vỡ được cái tiên phủ tùy thân này. Ầm ầm, một hồi công kích lại qua đi, năm gã thiên tiên sớm đã rời đi, tòa thiên phủ tùy thân liền rơi xuống đất.
Tiểu Thanh lóe lên xuất hiện bên cạnh tiên phủ tùy thân, thò tay liền tóm được cái tiên phủ, bắt đầu tiến hành cưỡng ép luyện hóa, đồng thời hô: "Năm tên thiên tiên đã bỏ đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ?" "Đi rồi thì thôi, chúng ta đang ở trong hang ổ của thiếu viêm tộc rồi, bọn hắn không có khả năng chờ mắt xem chúng ta ở đây tiêu dao, nhất định còn có thể ra tay lần nữa." Bạch Thủy Trạch cũng rất bình tĩnh nói. Tiểu Thanh cùng Bạch Thủy Trạch đều trước tiên tâm linh truyền âm cho Kỳ Linh báo lại việc này. Sâu trong lòng đất, Kỳ Linh hóa thành cự nhân cao 300 trượng đang đứng bên nham thạch đỏ rực, nhanh chóng nhổ trụ đồng cực lớn này. Ầm ầm, mỗi lần nhổ trụ đồng được kéo lên gần 200 trượng. Xoạt xoạt, Kỳ Linh ra sức kéo nó lên. "Ta muốn xem cái trụ đồng này rốt cục dài đến đâu, bên trong dung nham đỏ rực là cái gì đây?" Kỳ Linh nghĩ chỉ cần rút được trụ đồng thì mình có thể thông qua lỗ hổng dùng thần thức dò xét rồi. "Sao?" Kỳ Linh bỗng nhiên nhướng mày, hắn cảm thấy không gian chấn động rất mạnh. "Là đại na di sao?" Kỳ Linh lập tức xác định, cách Kỳ Linh khoảng mấy chục dặm, bên trong lớp bùn đất nham thạch, Si Tâm Thiên Tiên, Khổ Mộc Thiên Tiên, Hỏa Ngư Thiên Tiên, 5 người đồng thời xuất hiện, ai cũng vô cùng phẫn nộ, ngọn núi ngũ sắc cực lớn vờn xung quanh, cả bọn đều nhắm hướng Kỳ Linh phóng tới. Ngọn núi ngũ sắc dọn dẹp hết mọi trở ngại, rút ngắn thời gian đi tới Kỳ Linh. "Tấn công!" Si Tâm Thiên Tiên liền hạ lệnh. Lập tức 5 sợi dây xích trông như 5 con dao long cực lớn xé rách mọi trở ngại, giết tới Kỳ Linh đang nhổ trụ đồng. Nhưng Kỳ Linh lại cười lạnh: "Ba đầu sáu tay, Thiên Nhu kiếm, Túc Hà, mau ra!" Lập tức ngoại trừ 2 tay đang nhổ trụ đồng, trên người Kỳ Linh đồng thời xuất hiện 4 tay nữa. Một thanh Thiên Nhu kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu, dòng sông Túc Hà cũng hiện ra bao phủ xung quanh, trói buộc mọi thứ. 5 sợi xích giống như dao long đang xông tới, đột nhiên như lâm vào vũng bùn. Đồng thời 4 tay Kỳ Linh cũng tỏ ra uy năng ngập trời, hoàn toàn có thể ngăn chặn những sừng xích kia. "Giết! Mau, mau ngăn cản hắn!" 5 gã thiên tiên thi triển thiểu âm phục ma trận, uy năng không đủ đành phải bỏ qua. Dù sao hiện tại bọn hắn không phải bắt Kỳ Linh mà là ngăn cản Kỳ Linh rút ra đồng trụ, cho nên bọn hắn thi triển ra pháp thuật, pháp bảo, trận pháp, tất cả các loại thủ đoạn. Một cây dây leo xuất hiện như đại xà đánh tới Kỳ Linh. Hỏa diễm phượng hoàng cực lớn xuất hiện cũng xông tới Kỳ Linh. Kim trung bay lơ lửng phát ra âm thanh, từng vòng gợn sóng hướng tới Kỳ Linh. "Chỉ có bao nhiêu thủ đoạn thôi sao?" Kỳ Linh căn bản không cần nhìn, ngược lại càng thêm hưng phấn. "Khi ta nhổ cái trụ đồng này thì 5 tên thiên tiên này liền đại na di tới. Bọn hắn rõ ràng là vây ở trong đại trận, làm sao biết ta nhổ trụ đồng đây? Chỉ e rằng trên trụ đồng này có cấm chế lưu lại ấn ký của bọn hắn, nên bọn hắn mới biết được." "Bọn hắn điên cuồng ngăn cản ta như vậy chính là không muốn cái trụ đồng này bị rút ra." Kỳ Linh âm thầm suy đoán, chuyện khiến kẻ địch sợ hãi thì mình càng muốn làm. Với hầu hết các loại công kích pháp thuật, pháp bảo, Kỳ Linh tùy ý để cho đánh trúng người mình. Ầm ầm ầm, dưới uy năng của công kích, bùn đất nham thạch xung quanh phạm vi ngàn dặm lập tức hóa thành tro bụi, toàn bộ vùng núi đều bị nứt vỡ, thậm chí còn tạo ra một hố sâu không đáy. Dù sao đây đều là bùn đất nham thạch bình thường, dưới sự tấn công điên cuồng của 5 gã thiên tiên thì làm sao có thể chịu nổi đây. Đây chính là uy lực của thiên tiên. 5 gã thiên tiên chiến đấu với Kỳ Linh, dư âm tạo ra hố sâu vạn dặm. Kỳ Linh chẳng thèm quan tâm đến công kích, thậm chí dây leo đang quấn quanh thân thể cũng chẳng màng. Bản thân có thực lực bát kiểu huyền công tầng 5, những công kích này căn bản chỉ là gãi ngứa cho mình. Nếu như không phải đang nắm trụ đồng thì mình sẽ đem chúng đánh cho nát bấy. Những dây leo này khi mình chưa đột phá cũng không làm gì được, chứ đừng nói là lúc này thực lực đã đại tăng. Hơn nữa giờ mình còn đang ôm trụ đồng, dây leo này muốn kéo mình thì nhất định phải kéo luôn cả trụ đồng. Thu! Kim Trung lão tổ gầm lên giận dữ. Kim Trung sinh ra hấp lực ngập trời, hút Kỳ Linh vào bên trong Kim Trung. Kỳ Linh vẫn ôm trụ đồng như cũ, không ngừng kéo lên. Muốn nhốt ta sao? Trừ khi đem trụ đồng nhổ lên trước đã. Hấp lực của Kim Trung này ngược lại còn giúp mình nhổ trụ đồng nhanh hơn. Không ngăn cản được hắn rồi, hắn căn bản không thèm để ý tới công kích của chúng ta. Dây leo chối buộc hắn cũng không ăn thua, hắn chỉ một lòng rút trụ đồng. Kim Trung Thiên Tiên lo lắng chuyển âm nói: Chúng ta phải làm gì bây giờ? Xoạt xoạt, trụ đồng không ngừng bị kéo lên, mỗi lần di chuyển gần 200 trượng, Kỳ Linh kéo cực nhanh, chỉ trong phút chốc đã kéo hơn vạn trượng rồi.
chỉ là trụ đồng quá dài, không nên công kích hắn nữa. Si Tâm Thiên Tiên ngay lập tức truyền âm hạ lệnh, chúng ta tác động lên trụ đồng, công kích trụ đồng, ngăn cản hắn nhổ lên. Được, đúng vậy, ngăn cản trụ đồng là được rồi. Năm gã thiên tiên cũng quá nóng vội, khi nhìn Kỷ Linh điên cuồng nhổ trụ đồng thì chỉ lo công kích mà quên mất rằng chỉ cần giữ trụ đồng là được rồi. Năm gã thiên tiên thậm chí không thèm để ý đến Kỷ Linh hướng trụ đồng bay tới, bọn hắn cũng muốn xuyên qua hư không nhanh chóng tiếp cận trụ đồng, nhưng thần thức Kỷ Linh phát hiện được đã đem không gian xung quanh phong bế lại, bọn hắn chỉ có thể phi hành, sau đó dùng đại na di nên thời gian cũng không tốn bao nhiêu. Nhưng chỉ một chút như vậy thôi, Kỷ Linh lại rút được hơn vạn trượng rồi. Nhưng trụ đồng này quá dài, Kỷ Linh nhìn lại thì nó đã dài hơn 3.000 dặm. Dừng lại cho ta! Khổ Mộc Thiên Tiên thao túng rất nhiều dây leo điên cuồng quấn quanh trụ đồng, sinh ra lực cản kinh người. Dừng! Kim Trung Thiên Tiên thì điều khiển thần trung trực tiếp tạo ra từng đợt uy năng, oanh kích đỉnh trụ đồng. Dừng lại! Hỏa Ngư Thiên Tiên, Si Tâm Thiên Tiên, Cảnh Ngư Thiên Tiên đều công kích lên trụ đồng, muốn hạ thấp nó xuống. Kỷ Linh tuy cảm giác được áp lực nhưng lại cười một cách thoải mái, vì năm tên kia không công kích mình thì mình dùng hết sức sáu tay nhổ cái trụ đồng này được rồi. Lực lượng của Kỷ Linh quá mạnh mẽ, sáu cánh tay đồng thời phát lực, dù là năm tên thiên tiên cũng không cách nào áp chế được. Trong nháy mắt, Kỷ Linh lại rút ra được hơn vạn trượng. Dưới chân Kỷ Linh, dung nham đỏ rực bỗng nhiên phát nổ, giống như có cái gì đó đang đánh mạnh vào nó vậy. Đồng thời trên bề mặt dung nham xuất hiện vô số phủ văn, hào quang không ngừng thay đổi. Không tốt rồi, tên Kỷ Linh rút trụ đồng ra quá nhiều, phủ văn chấn áp bắt đầu bất ổn rồi. Si Tâm Thiên Tiên và bốn tên còn lại bắt đầu khẩn trương. Lực lượng tên Kỷ Linh này quá mạnh, năm người chúng ta vậy mà không áp chế nổi hắn rồi. So về lực lượng, Trích Tinh Thủ tầng thứ tư bộc phát, Kỷ Linh hoàn toàn áp đảo năm người bọn họ. Luyện pháp bảo, sáu tay Kỷ Linh đều tương đương pháp bảo thuần dương cực hạn, năm người bọn hắn làm sao áp chế được đây? Làm sao bây giờ? Nếu cứ như vậy sẽ xảy ra phiền toái lớn. Kim Trung Thiên Tiên luống cuống. Ta biết các ngươi đang sợ hãi, vậy ta càng phải rút lên. Kỷ Linh thấy dung nham đỏ rực xuất hiện vô số phù văn, thậm chí còn có hào quang tỏa ra, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nổ mạnh, Kỷ Linh càng mong đợi nhiều hơn. Năm gã thiên tiên và Kỷ Linh đều cảm thấy không gian chấn động. Sao? Là đại Na-di sao? Lão tổ đã đến rồi. Năm gã thiên tiên vui mừng ra mặt. Phía trên không, cái vực sâu ở dãy núi Trần Ngọc đột nhiên xuất hiện bốn bóng người. Đứng đầu là gã một sừng mặc áo bào màu vàng, ánh mắt thâm trầm như nước. Phía sau hắn là ba người khác, theo thứ tự là tên áo đen đầu trọc Hắc Vũ Thiên Tiên, cô gái tóc vàng Kim Vân Thiên Tiên và Huyền Cơ Thiên Tiên. Ba gã thiên tiên đứng sau đều tỏ ra thái độ cung kính. Người một sừng kia là ai vậy? Đây chẳng phải là Huyền Cơ lão tổ hay sao? Huyền Cơ lão tổ cũng phải rất cung kính đứng sau sao? Còn hai người bên cạnh Huyền Cơ lão tổ nữa, khí tức cũng mạnh mẽ, cường đại phi thường, hẳn là cấp độ thiên tiên, vậy mà cũng phải cung kính người kia nữa sao? Một nhóm tán tiên địa tiên của thiếu viên tộc đứng trong trận pháp cấm chế phía xa xa quan sát, bọn họ cũng có chút kinh sợ. Trước đó bọn hắn đã tận mắt thấy năm vị thiên tiên rồi, giờ lại xuất hiện thêm bốn thiên tiên nữa. Huyền Cơ Thiên Tiên, song suy nghĩ của bọn hắn đã có địa vị cực cao trong thiếu viên tộc, bọn hắn vốn chỉ có thể ngẫu nhiên gặp Huyền Cơ Thiên Tiên, giờ đây Huyền Cơ Thiên Tiên lại cung kính đứng sau người một sừng kia, ngay cả hai gã thiên tiên kia cũng thế, khiến bọn hắn không thể không nghĩ tới một điều. Chẳng lẽ người một sừng kia mới là tồn tại mạnh nhất của thiếu viên tộc ta sao? Trước đây là năm thiên tiên, hiện tại lại có bốn vị nữa, vậy chẳng lẽ thiếu viên tộc ta có chín vị thiên tiên sao? Thiếu viên tộc ta chẳng lẽ lại mạnh mẽ như vậy sao? Hay là người một sừng này không phải là thiên tiên mà là thiên thần chân tiên trong truyền thuyết đây? Dòng suy nghĩ không ngừng lan chảy trong đầu nhóm tán tiên địa tiên của thiếu viên tộc, bọn họ vô cùng khẩn trương. Gã một sừng áo vàng nhìn xuống phía dưới, trong vực sâu không đáy, một cột đồng màu lửa đỏ, bên cạnh đó năm gã thiên tiên kiệt lực công kích, tận lực chậm lại. Cuối cùng sáu cánh tay của người khổng lồ 300 trượng Kỷ Linh điên cuồng kiệt lực nhổ lên trụ đồng này. Đụng đến đồng lô của ta, đáng chết mà. Gã một sừng áo vàng sắc mặt âm trầm hạ lệnh, các ngươi ra tay đè trụ đồng xuống cho ta. Vâng. Kim Vân Thiên Tiên, Hắc Vũ Thiên Tiên, Huyền Cơ Thiên Tiên, ba người đồng thời tuân mệnh,
lập tức tung người bay xuống phía dưới. Gã một sừng áo vàng lại hé miệng, vèo vèo vèo, ba điểm nhỏ màu đen bay ra, gặp gió vội tăng vọt, trong nháy mắt đã trở thành ba quái vật to vạn trượng, cực kỳ đáng sợ. Trong đó một con như trùng giáp xác quái dị, có 16 cái chân như đao phong, có con lại toàn thân đầy da dày che kín, nhìn kỹ như con tê giác cực kỳ to lớn, mà trên lưng nó lại có 12 đôi cánh. Còn con lại là một con độc xà, đầu có từng vòng hoa văn màu đen, hoa văn ấy cực kỳ đẹp đẽ, nhìn xa như vương miện hoan lệ. Gã một sừng áo vàng kia cưỡi con phi dực tê giác cùng hai con quái vật cao vạn trượng như sấm sét đánh xuống dưới. Loảng xoảng, loảng xoảng, lửa đỏ ẩn trên nham thạch từng đợt nổ mạnh. Kỳ Linh điên cuồng nhổ lấy cái trụ cực lớn kia, trụ đồng không ngừng bay tán loạn lên phía trên. Theo trụ đồng to lớn càng lúc càng nhiều, dưới chân Kỳ Linh vô số nham bích lửa đỏ tỏa ra ánh hào quang chói lọi, không ngừng lập lòe. Đồng thời lửa đỏ loảng xoảng nổ mạnh càng lúc càng dày đặc hơn. Ồ, vừa nhổ xong, Kỳ Linh lờ mờ cảm thấy bên dưới trụ đồng cực lớn này, ở chỗ lửa đỏ đang bùng phát một cỗ lực lượng đang dần mạnh mẽ lên, cảm giác như cự thú đáng sợ đang cố gắng đẩy trụ đồng lên trên. Rút ra càng nhiều, lực đẩy trụ đồng càng mạnh hơn, không ngừng cường đại hơn, làm cho Kỳ Linh nhổ trụ đồng rất nhẹ nhàng, cảm tưởng chỉ giữ trụ, còn trụ đồng như tự bay lên vậy. Đừng đối phó Kỳ Linh, vô dụng thôi. Si Tâm Thiên Tuyên nhìn sang nhóm Huyền Cơ lão tổ, đợi bọn hắn tới gần vội vàng truyền âm nói: Kỳ Linh có bất kiểu huyền công hộ thể, chúng ta không thể gây thương tổn cho hắn được đâu. Hắn hiện tại còn bận lo trụ đồng, chúng ta tốt nhất nên tranh thủ thời gian ngăn cản trụ đồng bay lên. Ba vị thiên tuyên lúc này cũng rõ ràng, vội vàng thi triển thủ đoạn cố gắng áp chế trụ đồng lại. Khi còn cách 8 vị thiên tuyên chừng hơn 3.000 dặm, người khổng lồ hơn 300 trượng Kỳ Linh ngẩng đầu lên, hai con ngươi xuất hiện ánh lửa, nhìn thấy rõ ràng hết thảy. Thấy ba tên nhóm Huyền Cơ thiên tiên gia nhập, cũng thấy ba con quái vật bay tới, cũng thấy gã một sừng mặc áo vàng ngồi trên phi dực tê giác. Càng ngày càng đông rồi. Kỳ Linh nhếch miệng cười cười: Có thể ở trong 10 bộ tộc cổ xưa hàng đầu của vương triều đại hạ, thiếu viêm tộc này cường đại thật. Xem ra lần này ta chọc tổ ong rồi, thiếu viêm tộc thực sự nóng nảy. Đối với thiếu viêm tộc chính xác mà nói, thì trải qua mấy trăm năm đã thay đổi hầu như toàn bộ tộc nhân bình thường rồi. Đối với bộ tộc thì phàm nhân, tu tiên giả đều không phải là trọng yếu. Mặc dù toàn bộ tộc nhân trong dãy núi Trần Ngọc có chết hết, đối với bộ tộc cũng chỉ là mất chút mặt mũi, chứ không ảnh hưởng nhiều lắm tới thực lực. Bọn hắn dù sao cũng còn hai hang ổ khác, có thể đem nhân khẩu tới đây nhanh chóng sinh sôi nảy nở để chiếm lại toàn bộ dãy núi Trần Ngọc này lại một lần nữa. Mà lại ngoại trừ ba hang ổ bên ngoài, thiếu viên tộc còn chiếm lĩnh một phần lớn tiểu thế giới, huyết mạch đã sớm tràn ngập ra. Chuyện diệt tộc căn bản không cần phải lo lắng. Nếu hủy diệt dãy núi Trần Ngọc, lão tổ hắn cũng không nguyện ý đi ra. Nhưng Kỳ Linh lại động vào vô tận đồng lô, liên lụy tới căn cơ thiếu viêm tộc, lão tổ hắn không nhịn được nữa rồi. Tám gã thiên tiên thì sao, ngăn được ta chăng? Kỳ Linh nhanh chóng tiếp tục nhổ trụ đồng lên. Kỳ thực dưới sức mạnh của tám gã thiên tiên liên thủ, áp lực mạnh phi thường, nhưng trụ đồng tiếp tục bị nhổ lên, lực lượng phía dưới trụ đồng đã ngày càng lớn mạnh, thậm chí có thể đạt tới tầm của Kỳ Linh. Cho nên dù tám gã thiên tiên liên thủ, Kỳ Linh cũng không bị ảnh hưởng mấy. Oanh! Giáp xác độc trùng cực lớn tung 16 chân hoàn toàn ôm chặt lấy trụ đồng lửa đỏ đó. Đối với nó mà nói, trụ đồng này nhỏ bé cực kỳ. Nó phát lực một lần nữa, khiến cho Kỳ Linh cảm giác trụ đồng bị kéo mạnh xuống. Nhìn quái vật độc trùng này, Kỳ Linh không khỏi lạnh gáy. Quái vật kia mạnh thật, ta hóa thân ba đầu sáu tay vẫn còn kém nó. Mà con hắc xà kia cũng to lớn không kém, từng vòng quấn chặt lấy hỏa hồng đồng trụ, một cỗ khí tức khủng khiếp không kém gì con độc trùng kia tỏa ra. Kỳ Linh càng lúc càng cảm thấy trầm trọng. Loảng xoảng, loảng xoảng, Kỳ Linh cảm giác được dưới chân mình hỏa hồng sắc nham thạch ở chỗ sâu trong từng đợt nổ mạnh càng thêm dày đặc. Đồng thời lực đẩy phía dưới không ngừng gia tăng, thậm chí đã hoàn toàn vượt qua cả Kỳ Linh. Có cỗ lực lượng này tương trợ, Kỳ Linh hoàn toàn nhổ trụ đồng lên. Phi dực tê giác giẫm một cái chân trước lên đỉnh trụ đồng, lập tức toàn bộ trụ đồng mạnh mẽ rơi xuống. Phi dực tê giác kia giống như quái vật vậy, lực lượng so với hắc xà kia dị trùng còn mạnh hơn nhiều. Kỳ Linh cả kinh, ta hóa thân ba đầu sáu tay lại thi triển trích tinh thủ ra,
e rằng cũng chỉ ngang con phi dực tê giác này thôi. Kỳ Linh lập tức ôm chặt kéo mạnh trụ đồng lên, lại cảm giác lực đẩy dưới trụ đồng càng thêm mãnh liệt, cùng với lực đạp của phi dực tương đương khiến Kỳ Linh dễ dàng nhổ trụ đồng lên. Nhổ lên! Kỳ Linh ba đầu sáu tay dùng hết sức của mình. Hắn hơn 8 gã thiên tiên không nhiều lắm, mạnh nhất bên kia chính là phi dực tê giác. Sao? Cái gì? Trên lưng phi dực tê giác gã một sừng áo vàng, sắc mặt đại biến. Thiên tiên dưới trướng của hắn đều là luyện khí lưu, uy năng khi so đấu trời sinh đã yếu thế, nhưng ba con dị thú này lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Hắn vốn cho rằng chỉ cần ba con dị thú của hắn xuất hiện, hắn sẽ dễ dàng đè trụ đồng xuống. Tại Tây Hải, thế giới đại hạ, đại điện vô gian môn, độc sử thiên nhân lần này gặp phải phiền toái rồi. Ô Tư thiên tiên cười sung sướng, hoa chân múa tay, tỏ vẻ rất vui mừng. Thủy tổ của thiếu viên tộc ư? Tử Thảo hiếu kỳ nhìn người một sừng áo vàng. Nàng tuy đã được nghe danh của thủy tổ thiếu viên tộc, nhưng hiểu rõ thì rất ít. Ô Tư thiên tiên cười gật đầu. Đúng vậy, hắn chính là sư tổ của thiếu viên tộc. Thế giới bản cổ thượng cổ lúc trước có một đại bộ tộc mạnh mẽ vô cùng, Thần Hỏa tộc, có đạo tổ tọa chấn. Bộ tộc này trong nhân tộc cũng được xếp hạng đỉnh rồi. Trong bộ tộc có một nữ tử bị một thần ma gian dâm, sinh ra đứa bé mang huyết mạch thần ma. Đứa bé này từ nhỏ đã xấu xí, không giống người, ngược lại giống nhiều, bị bộ tộc bài xích ra. Hắn chưa bao giờ cho là mình là người Thần Hỏa tộc cả, đã sớm thoát ly Thần Hỏa tộc, về sau tự sáng lập ra thiếu viêm tộc này. Đứa bé xấu xí ấy là thủy tổ của thiếu viêm tộc Thiếu Viêm Sửu, tính tình cổ quái, chú ý cẩn thận, âm hiểm giả hoạt, coi là quái vật cũng không sai. Ô Tiêu thiên tiên trầm giọng nói. Hắn tuy chỉ là thiên tiên, nhưng ta cũng không muốn đối địch với hắn đâu. Tử Thảo nhẹ nhàng gật đầu, nàng đương nhiên nghe nói qua truyền thuyết về độc sửu tiên nhân này rồi. Giữa tam giới có thể thành thuần dương chân tiên, thiên thần cũng rất hiếm hoi, như Lữ Tổ, Lữ Động Tân, đám nhân vật lợi hại trong tam giới, ngay cả thiên đế cũng phải đối đãi khách khí. Chân tiên thiên thần quá ít, thiên tiên ngược lại nhiều hơn nhiều. Nhưng giữa thiên tiên thì có một ít quái vật nghịch thiên, tuy khó có thể đột phá đến cấp độ chân tiên, lại có được uy danh không thua gì chân tiên thiên thần cả. Ô Tiêu thiên tiên chính là người như vậy, độc sử thiên tiên cũng thế. Độc sử tiên nhân có rất nhiều phân thân, tuy nhiên sức mạnh của các phân thân khác nhau. Ô Tiêu thiên tiên cảm khái nói. Cũng bởi vì có nhiều phân thân nên giết hắn rất khó khăn. Độc sửu này cũng chỉ là một phân thân của hắn mà thôi. Lực chiến của độc sửu, hắn luyện trùng rất lợi hại, năng lực nuôi độc trùng của hắn đứng đầu trong tam giới, thật không biết lấy truyền thừa ở đâu nữa. Ô Tiêu cảm khái nói. Ba con độc trùng này của hắn đều có lực chiến tương đương thiên tiên đỉnh cấp rồi, lại không sợ chết, so với thiên tiên còn đáng sợ hơn. Cho nên mặc dù là thế giới bản cổ thượng cổ, độc sửu tiên nhân cũng cực kỳ khó chơi, giết hắn rất khó khăn. Trừ phi cấp độ đạo tổ ra tay, tìm được tất cả phân thân của hắn giết hết đi, giết độc trùng của hắn chả mấy hắn có thể sinh ra con khác được. Cho nên tốt nhất là lôi kéo được độc sử tiên nhân từ phe hạ hoàng về. Ô Tiêu thiên tiên nói. Đây cũng là một trợ thủ đắc lực của ta. Gã một sừng áo bào màu vàng nhìn xuống, phát hiện ba con dị thú đều không có thể ngăn cản đồng trụ tiếp tục được rút lên trên, lúc này nóng nảy trực tiếp truyền âm. Tiểu tử Kỳ Linh, nếu không muốn chết, dừng lại ngay. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 99 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.